Ủa, vậy cái nhà hàng đó đóng luôn rồi hả? Còn cái chỗ mình hay ăn lẩu thì sao? Đóng luôn rồi. Chán quá vậy. Còn chỗ nào mở nữa không? Còn, nhà này mở nè, qua đây nấu cho ăn. Thiệt hả? Nhớ đóng tiền là được. Chán quá, năm nay sao thấy hơi rầu. Hàng quán đông, nhà cửa đông từ lâu. Đông hết những thân quen bình thường. Thèm vào chơi, thèm được lên đồ mới. Đông hết năm qua, đông hết u buồn. Cùng nâng ly karaoke thiệt sướng. Không được, mình phải ăn một cái Tết thiệt là đã nương mới được. Nào cùng nhau mở Tết mới. Quý vị, nào cùng nhau mở Tết mới. Xuân năm nay phải chớp chơi, chớp mắt thôi giao thừa tới rồi. Từng trang cho nhà mới, giường mới, thay nước sơn cho tường mới. Gì cũng mới, đến cái bàn, cái ghế, cái loa cũng mới. Mùa xuân năm nay bụng xà kem ghê ta. Nhìn xeo to to đậu lộc quá đi à. Sản phẩm cao cấp đây, mới kẹo mắt, mới đôi bông mới. Ú là trời. Ê thiếu thiếu, mặc vậy sao ra đường được, à, tới là chị. Cảm ơn nha. Vui Tết đến cười nữa đi, cùng bước xuống phố, cùng vô tư đi chơi và cùng nhau ca vui tới sáng. Mời hãy bao tay chơi xa lạ, mời bóng ra hân hoan vui vơi. Mọi thứ đẹp quá. Chị thấy xúc động ta. Anh đừng khóc nha. Không, không khóc, đang kìm lòng. Ai đang xoáy vô trái tim tôi vậy? Điều luyện đang. Xin chào mọi người. À, chắc là mọi người nghĩ là một cái người mà sôi nổi và tràn đầy năng lượng như tôi thì cái việc mà tổ chức một cái buổi tiệc rồi tập hợp lại tất cả mọi người ở đây là một cái chuyện rất là dễ dàng phải không ạ? Dạ đúng. Nhưng sự thật là tôi thấy tôi làm tốt thiệt. Tết mà phải không ạ? Tết thì phải vui chứ, Tết thì mình phải enjoy. Đã là Tết là mình phải chơi xả láng, phải hết ga, phải tưng bừng, phải tấp nập, phải rần rần, phải rộn rã, phải explosion. Yeah, đúng không ạ? Không cần ai quen biết ai cả. Tất cả những gì các bạn cần làm là mở lòng ra. Chúng ta không cần quen biết, chúng ta vẫn có thể enjoy nó. Vui, đón một cái Tết không cần bạn bè, không cần người thân, không cần gia đình. Không. Không, không hợp lý lắm. Thật ra nói vui thôi chứ không có gia đình và người thân thì làm sao vui phải không ạ? Tết mà. Tết thì đôi khi chúng ta chỉ cần share những cảm giác mà mình yêu thương với người thân thôi. Bước ra con hẻm, lắc bầu cua, kéo xì dách, kiếm cớ để có tiền lì xì với tụi nhỏ đó, rồi gửi nhau lời chúc. Thật ra Tết chúng ta chỉ cần chia sẻ tình cảm của chúng ta với những người mình yêu thương thôi là đủ rồi phải không ạ? Đúng không? Thật ra thì mùa xuân không vơi được những yêu thương. Mở ra Tết mới đầy ắp như đến mọi nhà, mở lòng trao hết ngàn niềm vui. Tết Tết đến thì phải vui, Tết đến chỉ cần thế thôi. Cùng bước xuống phố, cùng một từ đi chơi, đừng bình an trong ngày xuân mới. Tết đến thì phải vui, Tết đến thì phải vui, Tết đến chỉ cần thế thôi. Mở những ấm áp, mở lại cùng thân quen, mở cửa ra thăng hoa Tết mới. Yeah! Chúc mừng năm mới. Năm mới mở ra với lộc xuân, chỉ ước mong sao cho Tết năm này bình thường thôi, ta đã có được xuân.